Hello tất cả bác nhá. Bộ cấu hình karaoke này giá bình dân cho anh em nhá, 21 triệu 500 nghìn. Các bác có thể thấy là sử dụng một cặp loa JBL 4012. Đôi này sử dụng là check neo nhá. Nghe tiếng check của nó rất là sáng. Cục đẩy 4 kênh, em đang sử dụng có 2 kênh thôi nhá. Đấy, mới sử dụng có 2 kênh thôi. Đấy, các bác có thể nghe thấy cái tiếng bát, tiếng check cực kỳ là ok. Đó, với bộ cấu hình này thì giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em, vừa dễ chỉnh, chỉnh tay rất là dễ các bác nhá. Đó, cực kỳ là ok trong tầm giá nhá. À, các bác có thể thấy là sử dụng một vang cơ. Con vang cơ này có revert và echo các bác nhé. Một lọc xì 2231, một micro UX 12, một đẩy K10 và một cặp loa. Các bác có thể đeo tai nghe vào nghe, cảm nhận được cái chất âm của nó khá là ok đấy. Với chất âm này của nó rất là tuyệt vời. Đó, các bác có thể đeo tai nghe và cảm nhận. Hoa nở trên cành mai, sẽ live stream Facebook luôn này, à live stream YouTube luôn. Các bác cùng vào xem các bác nhá. Em live stream trên cả YouTube luôn nhá. Cả YouTube và cả Facebook luôn. Đó. Với bộ cấu hình này thì các bác có thể thấy là sử dụng đồng bộ. Rất là đồng bộ các bác nhá. À, các bác có thể thấy là với một bộ cấu hình này cái chất âm của nó rất là hay. Tiếng rất là sáng các bác nhá. Tiếng rất là sáng. Sử dụng một cặp JBL 4012. 4012 là sử dụng là check neo các bác nhá. Sử dụng check neo. Với giá của cặp loa này hiện tại đang là 8.200.000 đồng. 8.200.000 đồng một cặp. Một cặp 4012 các bác nhá, check neo nhá. Có sử dụng đẩy BWK10. BWK10 thì giá là 7 triệu và các bác có thể thấy là em đang sử dụng qua 2 kênh thôi nhá. Và sử dụng lọc xì Debic 2231. Đó. Có con KM8MX. Đấy, và UX12 ba la mã. Đấy, các bác có thể thấy là bao nhiêu vậy, giá bộ này là 21.500 các bác nhá. 21.500. Bộ này thì bao phê bao hay luôn. Đó. Bộ này thì bao phê bao hay. Các bác đợi em chút để em lấy cái
Để em lấy cái chân chống loa, à cái chân chống máy nhá. Con đẩy 4 kênh hiện tại đang là 7 triệu anh nhá. Nghe có bị rè không? Anh đeo tai nghe vào là anh nhìn thấy anh nhá. K10 giá hiện tại đang là 7 triệu các bác nhá. Em live stream trên Facebook và cả trên YouTube luôn. Cho anh em nghe. Đấy, cho tất cả các bác cùng tham khảo nhá. Đấy. Ê, 60, 8, 9, 9. Ngồi rất gần loa các bác nhé. Ê, nắng đẹp của bình minh đã lễ chờ. Nỗi buồn tôi yên ly sẽ xóa mờ. Xung thủ từ rừng sâu vẫn còn đó. Đừng níu luyến gì đây. Thôi bọn mình chia tay. Thôi bọn mình chia tay. Các bác thấy cái chất âm của nó như nào không? Thấy chất âm của nó như nào ạ? Em vừa hát thử mấy câu ấy. Vang quá, cái con vang này nó rất là mạnh các bác nhá. Rất là mạnh thì nếu mà các bác mà muốn vang ít thì các bác có thể giảm nó xuống. Đây em đang để nó giảm rất là nhiều các bác nhá. Đây đang để có một chút thôi nhá. Một chút vang thôi nhá, không để nhiều đâu ạ. Mic em để rất là thấp nhá. 6 7 8 9 10 6 7. Như thế này thì đã ít vang chưa? Ok, như thế này thì là chắc là ít vang rồi nhé. Em sẽ hát thử bài hồi tưởng cho tất cả các bác cùng nghe nhé. Con vang này thì nó rất mạnh về phần effect. Chỉ cần để một chút thôi, các bác có thể nhìn chú ý để một chút thôi nhé, không cần nhiều đâu. Nó đã echo rất mạnh rồi. Đêm trắng đêm trong đèn tối viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu say. Nhớ nhau khi bình minh gội tay nhau tàn cành. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh. Nghĩ gì là xa cày. Các bác có thấy chất âm là ok không ạ? Ok anh Trịnh Bùi Trịnh Thịnh Bùi Yến nhá. Con đẩy là hàng mới anh nhá. Nghe hay anh nhá. Em thâu trực tiếp, em vừa live stream trên Facebook vừa live stream trên YouTube luôn. Đấy cho các bác nghe này. Đấy đây là em đang live stream trên Facebook này. Facebook em đang có gần 1.000 người xem, gần 100 người xem rồi các bác nhé. Đó, em vừa live stream trên Facebook, vừa live stream trên YouTube cho tất cả các bác cùng tham khảo. Đấy, tiếng con này rất hay các bác nhé. Được, bộ này thì 21 triệu thì rất là ok rồi. 21 triệu 500 nhé. Ê, 67. Vẫn thừa 2 cây cùng đẩy nhé. Và chống bú rất tốt, em đang đứng rất gần loa. Tôi nhớ anh buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối, biết
cũng xa rồi. Đấy, các bác có thể nghe thấy cái chất âm rất là ok. Vang này giá là 1 triệu, à vang này giá 2 triệu 2 các bác nhá. Cái lọc xì này giá là 1 triệu 8, vang này JAKM8X đang khuyến mại là 2 triệu 6 còn 2 triệu 2 các bác nhá. 114 anh em đang xem ở trên trên YouTube, à trên Facebook rồi. Đó. Các bác nhu cầu mua hàng các bác liên hệ trực tiếp các bác nhá. Con vang này rất là ok đấy, con vang này rất là chất lượng. Đấy. Livestream trên 2 thiết bị luôn và rất là ok. Các bác có thể nghe thấy kể cả em đang đứng rất gần loa. Loa này là loa 4012 từ neo các bác nhá. Check neo, cái tiếng check của nó sẽ rất là mạnh. Hát thử một bài khác nhé các bác nhá. Chất âm thế nào ạ? Rất là ok đúng không ạ? 6, 7, 8, 9, 1, 2. Không cần phải chỉnh như chọn nhiều đâu. Các bác có thể thấy là cái effect level này em đang để rất là thấp nhé. Mic này để rất là thấp. Vì cái con vang này, cái đường mic của nó rất là lớn. Đấy, tiếng effect rất là mạnh các bác nhé. Đừng nhìn nhau chi mà quen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tư ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Mũi sát sao không mặn người ơi, chẳng nước còn đây em đâu rồi, ngàn cách phương trời, hận tình không tan trọn đời riêng mang. Hay không ạ? Hay không ạ? Sẽ xéo á đưa em về ngỡ ngàng, là đoàn hồn anh sang ngục tối đau thương, đồng anh đến trường điệp khúc yêu đương, chỉ còn cục buồn não nùng. Các bác nghe thấy ok không các bác ơi? Các bác nên đeo tai nghe và các bác nghe các bác nhá. Đó, đeo tai nghe mà nghe thì rất là ok luôn. Đấy, các bác xin một các bác một lời bình luôn các bác nhá. Đó, chất âm khá ok, sử dụng một cặp loa nhé, vẫn thừa hai kênh các bác nhé, em đang để rất là bình thường luôn. Tiếng echo rất là ok, echo reverb. Riêng con vang này có phần các bác lưu ý, trên con vang này có phần reverb các bác nhé, có phần reverb thì các bác có thể nghe được cái tiếng của nó rất là bay các bác nhé, rất là bay. Thì dù em có để một chút thôi, không cần để nhiều đâu. Con này thì hay hơn Putin các bác nhé, hay hơn Putin rất là nhiều. Ở Putin thì tiếng không hay bằng con này đâu. 6, 7, 8, 9. Cái đường mic của nó rất là mạnh các bác nhé. Đừng nhìn nhau chi mà quen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tư ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình mũi san sao không mặn người ơi, chẳng cho nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời, hận tình không tan trọn đời riêng mang. Sẽ xe hoa đưa em về ngỡ ngàng, là đoàn sẽ tan tiễn hồn anh sang ngục tối đau thương, đồng
anh đến trường. Điệp khúc yêu đương chỉ còn cục buồn não nùng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đời hai đứa ôm cánh biển hai nơi. Lão mắt rồi thôi xin dám cười làm vui lòng người. Đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau. Ok không các bác ơi? Bộ này thì hát rất là ok anh Tạ Huy nhá. Lọc này là lọc DMX2231 anh nhá. Còn lọc này với giá 1.800.000 các bác nhá. Giá ngon không để em một con. Con này giá 1.800.000 anh nhá. 1.800.000. 1.800.000 bao ship các bác nhá. Đấy, bác nào lấy số lượng thì alo trực tiếp. Còn đâu ZAKM8FX thì con này em bao hay hơn là Gutin các bác nhá. Bao hay hơn Gutin và âm lượng của nó rất là mạnh. Các bác có thể nhìn thấy âm lượng. Các bác có thể nhìn thấy những cái âm lượng này em đang để rất là thấp. Đó. Cái chất âm của nó cực kỳ tuyệt vời, các bác có thể thấy. Đó. Mà chống hú rất là tốt. Cái tiếp theo là em có thể chống hú trên con 2231 được. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Căn chỉnh rất đơn giản thôi nhé. Tiếp tục bài đoạn tuyệt cho tất cả các bác cùng nghe nhé. Bộ này chất âm rất là ok. Đó. Ê, xong. Thầm chào nhau thôi rồi mình biệt người ơi. Ngày buồn đã tới nay giây phút tôi xa người. Tình đã ua nhau mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa. Lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi. Người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Yêu thương cho tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, em vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Các bác có thấy là ok không ạ? Chất âm khá tuyệt vời không nhá. Ok anh Hồ Sĩ Việt nhá. 2.600.000 là con vang kia nhưng mà hiện tại đang giảm giá còn 2.200.000 các bác nhá. Quá ngọt, ok anh Trần Hải nhá. Nguyễn Dẹp à, phun đôi 40 à, phun đôi 40 thì anh nên ghép em coi 76 anh nhá, coi 100 thì chịu anh nhá. Hello anh Nguyễn Cường nhá. Em live stream trên cả Facebook cả YouTube luôn. Các bác có thể thấy là đây em đang live stream. Đấy, live stream trên YouTube luôn các bác nhá. Đấy. Đấy. Em live stream trên cả YouTube lẫn cả Facebook luôn cho tất cả các bác cùng xem. Đó, rất nhiều bác. Alo, sao vậy? Và em xin giới thiệu cái cấu hình này các bác nhá. Cái cấu hình này đây, em đang nói trực tiếp trên micro UGX12 các bác nhá. Thì với một bộ cấu hình như này thì chúng ta có một bộ mic Shure UGX12 35 mã. Bộ mic này em đang khuyến mại là 2.200.000 xuống còn 1.900.000 các bác nhé. Từ 2.200.000 xuống còn 1.900.000 cho một tí effect các bác nhé. Được, 6, 7, 8, 9. Con vang ZAKM8FX giá đang là 2.600.000. Thì ngày hôm nay chỉ còn giá là 2.200.000 các bác nhé. Giảm ngay 400.000 cho tất cả anh em. Thì với con vang này thì anh em có thể chỉnh được 8 chế độ các bác nhé. Các bác có thể nghe em chỉnh 8 chế độ cho tất cả các bác cùng nghe nhé. Chế độ thứ nhất là chế độ là delay 1, 2, 5, 6. Chế độ 2 là chế độ zoom này. Được 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Chế độ 3 là chế độ echo. Alo 2, 2, 2. Đây là chế độ echo các bác nhé. Chế độ reverb,
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, được. Đấy, đây là cái chế độ thứ tư là chế độ reverb. Chế độ thứ năm là cái chế độ em vừa hát, là cái chế độ echo và reverb. Được, 6, 7, 8, 9. Con này thì reverb của nó rất mạnh các bác nhé. Em đang chỉnh thì reverb rất là thấp thôi. Và cái effect này các bác có thể nhìn thấy này, rất là thấp nhé. Chế độ 6 là chế độ stealth reverb zoom. Với chế độ này thì anh em có thể hát, nó đảo loa, chế độ reverb nó đảo loa các bác nhé. Chế độ 7 thì sẽ là chế độ stealth delay, có nghĩa là cái tiếng echo của mình nó sẽ đảo loa các bác nhé. Chế độ 8 là cái chế độ hash, là cái chế độ của reverb các bác nhé. Còn bình thường thì anh em hay nói ở cái chế độ thứ tư thì là cái chế độ rất là ok. Đó. Con này thì có bluetooth, có cổng quang luôn các bác nhé. Boss 10 2 CD2. Em không có boss anh Cao Văn Thung ơi. Đấy, bác nào muốn hỏi gì thì các bác hỏi đi nhá. Live trực tiếp đây đấy các bác nhá. Live trực tiếp này thì anh em sẽ thấy là nó chân thật. Cách hạn chế hú rít trên con 2231. Nếu mà cái cách hạn chế hú rít này thì cần phải anh Nguyễn Hải Nam ơi, con vang ZKM8MX anh Nguyễn Hải Nam nhá. Cách chống hú rít con này thì như là hôm trước em đã chia sẻ với tất cả các bác rồi, thì các bác có thể là sử dụng các cần này các bác nhé. Các bác có thể di chuyển các cần này khi nào nó đến những cái ngưỡng mà nó giảm hú. Ví dụ là cái bộ dàn của mình đã đang hú ấy, thì mình thử dìm những cái cần này xuống một chút, dìm xuống một chút thôi nhé. Đấy, còn đây cái này thì của em chỉ dìm có hai cần thôi các bác nhé. Dìm có hai cần thôi thì nó đã giảm hú rất là tốt rồi. Đấy, em đang sát loa đấy luôn các bác nhé. Đấy, với một bộ cấu hình 21.500.000 này thì các bác có thể thấy là cái chất âm rất là ok. Em đang nói chế độ reverb, còn đây là echo. 6789567789 E12 Đó, các bác có thể thấy là cái chất âm của nó khá là ok nhé. Đó, thì với một bộ cấu hình này em đã hát trực tiếp luôn đấy. Các bác có thể thấy là E6 7 8 9 E6 7 7 8 9 1 2. Và đây là không để echo này, không để echo, tiếng nó cũng đã rất là bay rồi các bác nhé. Bình thường nếu mà người nào hát hay không cần phải echo luôn các bác nhé. Em chỉ để một chút thôi nhá. E6 7 8 9 E1 2 5 6 7 8 9 E6 7 8 9 Hát tiếp cho tất cả các bác cùng thẩm âm nhé. Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi. Đẹp tựa bài thơ nỡ giữa đêm sương nỡ tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chém dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp ngàn đời là tình yêu khi lên ngôi. Rất nhiều bác đang xem nhá, rất nhiều bác đang xem. Mình đấu vang cơ đến lọc qua cầu chữ U thì bát tiếng đã volume hết mà sao vẫn bị. Đã có lọc có vang rồi thì không qua cần cầu chữ U đâu anh nhá. Nhá, vang và lọc thì không cần qua cầu chữ U đâu các bác nhá. Hãng lọc Debix chính hãng, lọc này là không phải là chính hãng, lọc này là lọc loại 1 anh nhá. Nếu mà các bác có vang và có lọc xì rồi thì không cần phải qua đấu qua cầu chữ U nữa nhá. Đấu qua cầu chữ U nữa thì chỉ nó càng khó chỉnh thêm các bác nhá. Nếu mà qua cầu chữ U thì nó lại càng khó chỉnh thêm. Và qua cầu chữ U và âm thanh nó sẽ không hay nhá. Suo GX 12 đang khuyến mại anh Duy Anh nhá. Còn 1.900.000 đồng anh nhá. 1.900.000 đồng.
hát tiếp cho tất cả các bác này. Hát tiếp cho tất cả các bác bài sao chưa thấy hồi âm, để các bác có thể là thẩm âm. Các bác có thể thấy là em không dùng thiết bị thu nào khác các bác nhá. Bây giờ là nói trên mic, đây là không nói trên mic nhá. Không dùng thiết bị thu. Ê, 6, 7, 2, 9, 6, 7, 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
đang chỉ em trong bố rất tốt ạ. Theo năm tháng hoài mong thư gửi đi mấy lần đợi hồi ấm chưa thấy. Anh ơi nhớ rằng đây còn có em đến ngày hằng thương nhớ với đây. Ngày đi người đã hứa còn những lời chan chứa còn hơn gió hơn mưa. Mỗi tuần một lần thư kể nghe chuyện sương gió kể nghe niềm ước mơ. Các bác có thể thấy là chất âm lọc cắt hú rất tốt anh Nguyễn Quốc Việt nhá. Lọc cắt hú rất tốt ạ. Nếu mà cách biết cách sử dụng nhá. Kể cả trên con vang này nó cũng cắt hú rất là tốt anh nhá. Đấy, trên con vang này nó giảm hú rất tốt và trên con lọc thì nó em cắt hú rồi các bác nhá. Nói chung là với một bộ cấu hình này thì rất là tuyệt vời. Đấy, các bác có thể là đôi loa bao nhiêu? Đôi loa này là chiếc neo anh nhá. Đôi loa này giá hiện tại đang là 8.200.000 đồng, sử dụng chiếc neo 4012 các bác nhá. Vang này là vang cơ anh nhá. Anh ơi, vang này là vang cơ nhá. Còn vang này là vang JAKM 80X nhá. JAKM 80X này em đang bán là 2.600.000 thì trong khuyến mại tháng này thì em chỉ còn là 2.200.000 thôi. Các bác nào lấy thì các bác nhanh tay nhá. Con vang này là khá là ok đấy. Con vang này là một trong những chiếc vang rất là hay. Nó có eco gì vật chỉnh sao thì nó không ngũ bác. Cái này chỉnh nó còn nhiều nguyên nhân anh nhá. Chỉnh nó còn nguyên nhân là do loa của mình nó có phải là xịn sò hay không. Đấy, còn phải do cái con vang nó có phải là vang tốt hay không. Vang mà kém chất lượng thì nó vẫn hú như bình thường anh nhá. Chủ yếu là cái vang tốt thì nó sẽ không bị hú. Và chúng ta chỉnh trên con lọc một chút, chúng ta biết được cái giải tần nó bị hú thì anh em có thể cắt được hú đi. Thật ra thì với một bộ dàn karaoke thì em không sợ hú đâu các bác nhá. Đấy, em đang cầm cái mic đây này. Đấy, đang cầm mic này đây các bác nhá. Đây là nó hết pin rồi. Đó, đây này, bật lên này. Đấy, các bác có thể thấy nhá. Ok không ạ? Đấy, thấy không ạ? Thấy không ạ? Em không sợ hú đâu các bác nhá. 1, 2, 6, 7, 8, 9 còn anh từ xa cách làm em hơn em trách, hỏi anh có hay không. Mỏi mòn đợi hồi âm thềm hoa giờ bằng bóng, nhớ thương ai ngập lòng. Tiếng có ok không các bác? Anh ghép lọc vang nâng tiếng đẩy có hay không? Cái này nó tùy từng thiết bị anh nhá. Em không thể ấy được. Nếu mà anh thiết bị bên em thì nó cắt hú rất dễ các bác nhá. Nếu mà thiết bị bên em thì cắt hú rất dễ. Còn thiết bị của các bác thì em không biết là những thiết bị như thế nào. Đấy. Còn nếu mà nói về cắt hú thì kể cả con lọc và con nâng tiếng đều có chế độ hát cắt hú các bác nhá. Đấy, đều có chế độ cắt hú, kể cả con lọc và con nâng đều có chế độ cắt hú hết. Em sử dụng nâng tiếng. Đấy, các bác nhá. Buổi tối, các bác lưu ý là buổi tối ngày hôm nay em sẽ ghép một cái nâng tiếng vào và em sẽ cắt hú bằng nâng tiếng cho tất cả các bác cùng xem nhá. Cắt hú bằng nâng tiếng các bác nhá. Cảm ơn anh Phong Trần nhá, em hát cũng bình thường thôi ạ. Em 6, 7, 8, 9 em chủ yếu là dàn hay các bác nhé. Chủ yếu là dàn hay thôi.
chủ yếu là dàn hay các bác nhá. Của tình thế nhân tìm đâu trong tình yêu đường bền lâu để nghiệp sau không sầu. Em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu sâu. Xưa trước nữ chàng yêu từng đắng cay dại dầu chờ ô thương bằng cầu. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách, hỏi anh có hay không. Mọi món đời hồi âm thêm hoa giờ vắng bóng, nhớ thương ai ngập lòng. À, các bác có thể nghe chất âm nhá. À, nếu mà muốn xì hay một chút nữa thì em sẽ tăng echo, tăng vật lên một chút nhá. À, nhưng mà với như này thì nếu mà các bác muốn echo ít thì em có thể là giảm được. Đúng rồi, bác Hải Trần nhá. Vang ngon, lọc ngon, loa ngon, đẩy ngon, micro ngon thì không có hú. Đúng rồi. Đúng rồi, chuẩn chuẩn anh nhá, anh Hải Trần nhá. Vang này thì hơn luôn vang neck các bác nhá. Vang neck thì nó không có reverb, các bác lưu ý nhá. Vang neck, neck acoustic là không có reverb các bác nhá. Mấy con FX8, FX10 là không có reverb đâu nhá. Và riêng con này nó có reverb các bác nhá. Con này có chỉnh reverb độc lập. Đó, reverb độc lập cho tất cả các bác nhá. Đấy, con này có chỉnh reverb độc lập. Chất âm bộ này thì khá là ok các bác nhá. Các bác có thể thấy nhá, có thể thấy trên con vang này nhá, nó có reverb cao nhá. Đấy, các bác có thể thấy đây nhá. Đấy, các bác có thể thấy là nó có reverb. Thì con vang neck kia nó không có reverb đâu các bác nhá. Đấy. Đấy, các bác nhá. Đấy, con vang neck này thì, à cái con vang neck thì không có reverb. Nhưng con này có reverb các bác này. Các bác có thể nhìn thấy là reverb này. Đấy, nó có gì vật chỉnh độc lập thì con này tiếng rất hay các bác nhá. À, con này tiếng cực kỳ là hay. À, có cổng quang. À, có cổng quang. À, có cổng quang và có bluetooth luôn các bác nhá. À, khá là ok. ZHKM8X con này thì hay hơn dòng Wootin các bác nhá. Bao hay hơn dòng Wootin cho tất cả các bác luôn. Bao hay hơn dòng Wootin. Con này đã giá đang hiện tại đang là 2.2 triệu các bác nhá. Giá đang rất tốt cho anh em. À, giá đang rất tốt nhá. À, bình thường em bán là 2.6 triệu. Không mơ ước cao sang hay cung vàng gặp tiếng. Ngày xưa anh nói anh mơ có em thôi cho tim hòa tiếng đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi tới phương xa nào đâu đón ánh sao tình yêu buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. À, các bác có thể thấy chất âm khá ok đúng không các bác? Đây là em có thể là giảm cái echo xuống rồi đấy các bác nhé. Vừa giảm echo xuống một chút. Đó. Cụ nào chưa có chơi đi. Cụ nào chưa có thì chơi đi. Đấy, với bộ cấu hình như này là khá là tuyệt vời. 21.500 thì nó rất là vừa túi tiền. Và anh em có thể ghép thêm loa được anh em nhé.
có thể ghép thêm một cặp loa nữa hoặc anh em ghép thêm súp nhá, vì nó vẫn còn thừa hai kênh đấy. Chất giọng của em vẫn bình thường các bác ạ. Em đang làm đỗ loa Mỹ thì là về gì anh, loa Mỹ thật ra thì người ta dùng nát bét đi rồi cho người ta mới chuyển về Việt Nam thì hãng nào nó chả không hay hả anh, nếu mà anh mua mới cơ thì nó mới hay. Còn loa Mỹ mà người ta đã dùng nát bét đi rồi xong người ta thải về Việt Nam rồi, Việt Nam của mình nó sẽ rất khó phát triển. Thật ra ấy, nhiều anh em bán hàng bãi ấy, chuẩn bị là nhiều anh em bán hàng bãi là nhà nước người ta không cho bán hàng bãi đâu các bác nhá. Đấy, hàng bãi là hàng rác, người ta không cho bán đâu. Đấy. Vâng, em hát không hay anh gái yêu ấy ạ. Anh gái Trần, Trần yêu gái ạ, gái yêu Trần. Với bây giờ ấy, người ta là người ta cái loa bãi người ta thừa Việt Nam mình là cấm không cho bán lưu hành, nhưng chẳng qua là anh em toàn bán chui thôi các bác nhá, toàn bán chui thôi chứ hàng bãi là người ta Việt Nam mình cấm đấy các bác nhá. Đấy, chẳng qua anh em cứ bán thì bán thôi, vì Việt Nam mình rất sợ là bãi mà, rất sợ là thành cái hố rác của thế giới. Việt Nam mình rất sợ là bãi rác của thế giới các bác nhá. Còn đâu anh em thì nhiều người có sở thích khác nhau, nhiều người thích hàng bãi thì cái đấy thì em không thể nào ngăn cấm được. Đấy, nhưng mà hàng bãi thì hầu như là nó đã rất là nát rồi các bác nhá. Còn đâu hàng bãi mà để không nát thì rất là ít các bác nhá. Hàng bãi mà không nát thì nó rất là ít. Đó. Bây giờ hát bài gì cho tất cả các bác cùng nghe nữa nhỉ? Rất nhiều, nói chung là em thuộc rất nhiều các bài hát cho tất cả các bác nhé. Ai cấm bán hàng bãi rất hay nát nào. Anh Nguyễn Đức nhá, chắc là anh quá tin sùng. Anh thử hỏi cái công an kinh tế xem người ta có cấm hàng bán hàng bãi không ạ. Người ta thấy hàng bãi là người ta tiêu hủy luôn. Anh Nguyễn Đức nhá, hàng bãi là nếu mà người ta bắt được là người ta tiêu hủy luôn. Chẳng qua là anh em mình đang bán chui thôi nhá. Đấy, đang bán chui thôi chứ hàng bãi người ta bắt được là người ta tiêu hủy luôn. Em đảm bảo với tất cả các bác là như vậy. Đó. Chứ còn đâu anh em cứ thích hàng bãi, nhưng mà em cũng bán hàng bãi, em bán hàng bãi 5-7 năm nay rồi. Đấy, và mới 3-4 năm nay là em chuyển sang hàng mới thôi nhá. Trước là em có thể nhập được cả một công hàng bãi về cơ. Đấy. Có thể là nhập được, đúng rồi, 100 cái vỡ được 100 bộ mới được một bộ nhá. Đúng rồi, không cấm thì nó chỉ xích cổ thôi. Chuẩn anh. Thứ nó mà bắt được là nó tiêu hủy luôn các bác nhá, tiêu hủy luôn, nhà nước sẽ tiêu hủy luôn. Đấy. Chứ hàng bãi là thuộc loại là danh sách cấm. Đấy, vì nó là rác mà các bác, bãi là hàng rác mà. Còn đâu các bác cứ tôn sùng hàng bãi nhiều, anh em mua những con vang bãi về nhá, mua đến 3 đến 5 chiếc, mua về dùng được hơn 1 tháng hỏng. Đấy. Chuẩn anh Mr. Chót nha. Còn đâu nhiều anh em muốn hàng bãi thì đấy là sở thích của anh em thôi. Chứ em cũng bán hàng bãi rất nhiều rồi, em bán 5-7 năm rồi. Và bây giờ em mới chuyển sang hàng mới 3-4 năm nay thôi các bác nhá. Hàng mới này nghe chất âm nó rất là ok. Đấy, nếu mà với cái mức tiền các bác nhá, với mức tiền của mình thì rất là ok. Còn các bác nếu mà có điều kiện các bác chơi hàng chính hãng, hàng chuẩn xịn nữa thì nó lại còn càng ok hơn. Còn bình thường anh em dùng hàng mới này độ bền nó sẽ rất là cao, bền hơn rất là nhiều các bác nhá. Còn hàng bãi để mà tìm được đồ ngon ấy thì rất là ít, rất là hiếm. Rất là ít và hiếm các bác nhá. Rất là ít và hiếm nếu mà đồ ngon. Đó. Hát một đoạn mọi người nhớ nha. Nói nhiều quá thì giọng nó cũng hơi đuối. 6, 7, 8, 9, 10, 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
6-7 đang chỉ. Ê, 6-7, những tiếng nó rất là hay, tiếng rất mềm các bạn nhé. Ê, 6-7 đang chỉ. Ê. Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ. Đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi. Em đi đường em, tôi đi đường tôi. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đừng trách người ơi, cuộc sống đôi trôi bóng mê đưa đường tôi xa người. Giờ trở về đây để tìm em đã lấy chồng. Chưa hát to không lo bị phá, cũng không sợ đâu các bạn ạ. Dòng mic gì hát hay và nhẹ hả anh? Dòng mic để mà hát hay và nhẹ thì nó còn tùy thuộc vào con vang các bác nhá. Còn tùy thuộc vào con vang của mình là vang gì nữa. Chứ một cái mic nó không làm lên được cái gì quá nguy hiểm đâu các bác nhá. Đó. Em có thể cho nhỏ nhạc xuống một chút. Đấy. Một bộ mic thì không thể nào là hát hay được. Nó còn tùy thuộc vào con vang, còn tùy thuộc vào đôi loa của mình nữa các bác nhá. Đó, còn phải tùy thuộc vào người chỉnh vang nữa. Chứ không một bộ mic thì không thể hay được. Kể cả cái bộ dàn của anh bộ mic của anh mua đến 100 triệu nhưng bộ dàn của anh chỉ tầm 10-12 triệu thì không là hay được các bác nhá. Không thể hay được. Đó. Nó phải tương xứng với bộ dàn các bác nhá, phải tương xứng với bộ dàn thì mới là ok. Đó. Có con đẩy rẻ đổi cái âm ly đê. Đẩy rẻ em nhiều anh ấy, nếu đẩy hai kênh thì rẻ nhất là có con 450 ấy, giá là 3,7 triệu anh nhá. Hàng mới luôn ạ. Và tiếng rất là hay. Các bác phải đi đến tận nơi ghép thì mới chuẩn được. Chuẩn anh nhá, phải đi đến tận nơi ghép thì mới chuẩn, ok. Còn đâu bác nào ở xa, còn bác nào mua hàng ở xa các bác nhá, thì rất là đơn giản thôi nhá. Bác nào ở xa thì em sẽ lên một bộ cấu hình, cần thiết em sẽ live stream. Em sẽ live stream và hướng dẫn cái bác khách mà mua hàng bên em. Bác nào muốn mua hàng bên em ấy, thì em sẽ xếp cấu hình ra và em sẽ live stream và hướng dẫn cho tất cả các bác căn chỉnh và ghép nối như thế nào cho nó chuẩn nhất các bác nhá. Ghép nối cho chuẩn nhất và về thì anh cứ làm theo cái video ấy thôi. Về cứ làm theo cái live stream và làm theo cái video thì là ok các bác nhá, thì là ok nhất. Còn cái vấn đề mà ghép nối căn chỉnh nó rất là đơn giản đâu nhá, không có gì là khó cả nhá. Không có gì là khó cả, rất là đơn giản thôi. Đấy, em không cần phải căn chỉnh nhiều, các bác thấy lọc xì không phải căn chỉnh nhiều đâu ạ, chỉ có thế thôi. Tăng giải bass lên một chút, cắt đi chép một chút. Đấy. Chấp vá khó hay không có đâu. Chuẩn anh ạ. Hàng nó phải, nói chung là nó phải đồng bộ các bác nhé, phải đồng bộ. Và chủ yếu là cái người ghép của mình nó có tâm hay không thôi. Đấy. Còn đâu chắc là muộn rồi thì em sẽ dừng cái live stream đấy các bác nhé. Hẹn các bác vào buổi tối các bác nhé. Buổi tối em sẽ live stream tiếp. Và buổi tối em sẽ ghép thêm cho tất cả các bác là nâng tiếng nhé. Ghép thêm nâng tiếng vào và cắt hú bằng nâng tiếng cho tất cả các bác cùng xem nhé. Cắt hú bằng nâng tiếng thì các bác mới biết là cái sự lợi hại. Cắt hú bằng nâng tiếng nhé. Thật ra thì đang đây các bác có thể thấy là vừa hát karaoke vừa ngắm gái xinh các bác này. Vừa hát karaoke vừa ngắm gái xinh. Đó. Vừa hát karaoke vừa ngắm gái xinh các bác nhá. Đó. Các bác có thấy không ạ? Đây cho tất cả các bác cùng xem. Vừa hát karaoke vừa ngắm gái xinh. Thế này có sướng không ạ? Đấy. Rồi ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác những live stream sau nhá.